Chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tô màu xào được thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Đã đi trên con đường. Rồi sẽ tiếp tục đi tô màu nhẹ nhạt hơn. Ô ra 4:30 đây. Sắp về rồi. Ô địch nguyện đã sắp cút rồi. Càng xuyên xem. Đi đâu ra anh mấy. Mình đi vay cho ký bắt hết đỏ luôn. Chơi nhanh lắm. Tập người chơi xử vay. Vậy đi. Chơi chán lắm rồi đó. Nghĩa ngồi mình xem này không thấy chán à. Nó chán chơi thì mình vô bắn mình chơi hết xíu. Các bạn nhé. Ôi giời ơi, địch con mẹ nó. Anh xuân mặt đêm, đưa em đi qua năm. Từ từ tắt nhạc đó, hay hút pin. Vẽ nơi sợ hết pin. Lạ. Được rồi. Mệt. Mày có đủ uy tín điếu đâu. Ấy, đi cái mẹ tôi đọc đi cầm đi ha. Tới luôn em. Mày có đủ uy tín đâu. Đây. Mày có đủ uy tín đâu. Kìa, đâu. Ô đi, mày à. 90 uy tín. Rồi xem ấy. Ô đi, mày trừ 4 này. Bị cơn mẹ. Trừ đo vãi lồn. Bịt mẹ mà uy tín chả có để chơi. Nhưng mà trừ đo thế. Bịt bố được. Đâu cho mày sửa chơi chăng. Đó là AFK 8 tím. Vãi lồn. Đỏ thế. Vá điếu nào được nữa. Ơ mày chơi được. Không. Đấy. Chơi đâu. Giờ chơi rồi. Hay chơi giờ đi. Thôi chơi gì nữa, chán bỏ. Nắm tay anh đi cùng em. Nguyện muôn đời yêu em. Tháng năm dài hay ghi vai. Tháng đi trên con đường ngày mai. Dấu phong vang. Bình thì đâu có tất gạ solo chơi FIFA. Mày chơi đấy. Tao chơi nhưng mà tao vẫn đầy uy tín, tao có AFK như mày đâu. Thôi xem lại trận mình chơi nữa. Mày ơi, cái chi mình... Mày chơi sắp buồn. Mày ơi, trận cho mày rồi. Nắm tay anh đi cùng gần. Mày là mày đất cùng vào con các bạn. Nguyện một đời yêu em. Tháng năm dài. Vậy là mình đã tô màu xong. Nếu bạn nghe cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Tô màu nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tô màu xào được thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn.
cười hỏi ra nơi người yêu kêu chia hai con đường. Đối với bài kia chuyện tình mang lịch sư mang là một quả thô mình gặp cả ngày. Tôi thích nghe yên ngợi. Ừ. Ngày em đến rồi. Mày nói tôi màu xong nhau. Vừa làm mấy tôi màu xong.